thì bạn hãy gỡ bỏ tất cả sự ngạo mạn của bạn xuống, thì nỗi sợ hãi của bạn nó sẽ biến mất. Thứ hai, bạn đừng tham lam. Bạn đừng có dục tốc là bạn muốn đạt được lại những gì như cũ để chứng minh cho chúng nó biết tao không phải dạng vừa đâu. Đừng tham lam. Bắt đầu chúng ta phải bình tĩnh. Bởi vì lúc mà nó loạn là lúc người hùng, người anh hùng phải tĩnh lặng nhất. Em chào thầy, mong thầy chỉ em cách giúp bản thân vượt qua nỗi sợ hãi để bắt đầu lại từ con số 0 trên con đường mình mong muốn khi đã chọn lệch hướng từ đầu. Chúc thầy buổi tối an lạc. Vâng. Thầy không rõ là Dương Trần năm nay bao tuổi. Và hình như có chụp ảnh ở cái khóa chuyển hóa tâm thức thì phải. Rồi. Bắt đầu lại từ con số 0. Tôi nghĩ là bạn không già hơn tôi lúc tôi năm 34 tuổi đâu. Yeah. Năm 34 tuổi tôi cũng bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng có một cái điều mà tại sao tôi vượt được qua. Bởi vì thú thật, không biết tôi có giống bạn cái chỗ này không, nhưng mà tôi có một niềm tin sắt đá là xấu nhất thì tôi không bị chết đói. Tức là tôi vẫn kiếm được 3 bữa cơm một ngày. Tôi tự tin vào điều đó. Tôi tự tin vào điều đó. Thứ hai là tôi không sợ về cái việc để mình có một chỗ ở. Bởi vì tôi hay đi phượt, thì tôi nhìn trên miền núi thì chúng ta thấy rằng là đất còn nhiều lắm. Tìm một chỗ ở để mà sống chắc không phải là vấn đề. Như vậy, ăn để mà sống thì không phải vấn đề rồi. Và thứ hai là tìm một chỗ ở thì không phải là vấn đề rồi. Vấn đề là ở chỗ nào, đúng không ạ? Vậy thì khi bạn nghĩ được như vậy thì bạn sẽ trở về trạng thái định. Nhưng thông thường tư duy của những người phá sản, tại vì tôi phá sản năm 34 tuổi là tôi phá sản lần thứ 3, thì vì tôi có kinh nghiệm phá sản rồi, thế thành ra là tôi định được. Thì là vì có 3 thứ làm cho họ sợ hãi. Một, họ xấu hổ với những người mà họ thân quen vì họ đã sa sút hơn so với thời kỳ hoàng kim. Nỗi sợ hãi đầu tiên là họ xấu hổ với những người thân quen. Nỗi sợ hãi thứ hai là của lòng tham, là họ sợ không gây dựng được lại những gì đã mất. Và nỗi sợ hãi thứ ba là họ sợ hãi chính con người họ, vì họ mất tự tin vào bản thân và họ cho rằng mình bất tài. Nếu bạn còn nghĩ đến cái đó, ba cái đó trong đầu mình thời khắc nào, thì đó là những con rắn độc, nó đớp chết hiện tại của bạn lúc bấy giờ. Vậy thì vấn đề đầu tiên của bạn, bạn sợ không có gì à? Bạn sợ bạn bè khinh rẻ vì cái tôi ngạo mạn của bạn lớn quá. Giờ bạn đừng tập trung vào nó nữa. Đừng quan tâm rằng ai họ sẽ để ý và nhìn mình như thế nào. Hãy bỏ cái gì ạ? Cái danh hão ấy đi. Gỡ nó xuống. Và chúng ta có thể làm bất cứ một công việc gì có thể. Bất cứ một công việc gì có thể. Tôi nói với bạn rằng năm 2014 tôi sẽ đặt một cửa hàng cá cho cậu em tôi. Và hàng đêm tôi phải thức đến 11 giờ đêm để trông cá. Hàng sáng tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để bốc cá bày lên sạp. Và mùa đông như mùa này nó lạnh như thế này, tay tôi phải nhúng vào chậu đá để móc ra
Và năm 2014 là tôi 38 tuổi. Thế là cách đây 7 năm. Nhưng điều đó không bao giờ làm cho tôi đau khổ, vì tôi thấy hạnh phúc, vì tôi đang được làm việc. Tôi không thấy nhục nhã, vì tôi hiểu đó là công việc chân chính. Thì bạn hãy gỡ bỏ tất cả sự ngạo mạn của bạn xuống, thì nỗi sợ hãi của bạn nó sẽ biến mất. Thứ hai, bạn đừng tham lam. Bạn đừng có dục tốc là bạn muốn đạt được lại những gì như cũ để chứng minh cho chúng nó biết tao không phải dạng vừa đâu. Đừng tham lam. Bắt đầu chúng ta phải bình tĩnh. Bởi vì lúc mà nó loạn là lúc người hùng, người anh hùng phải tĩnh lặng nhất. Còn lúc gì ạ? Cái lúc mà chiến thắng thì anh em họ vui, và mình hãy quan sát chiến thắng đó và vui cùng anh em. Còn lúc mà anh em nó loạn hay chính mình bị loạn, cái tài chính của mình đã bị loạn, thì đó chính là lúc mình tĩnh lặng nhất. Có một điều đáng tiếc là trẻ con Việt Nam nó xem phim Hàn Quốc cách đây chục năm nhiều quá, cho nên đúng lúc loạn nhất nó lại đi uống rượu, nó lại tìm bạn gái, thì rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Cho nên đúng lúc loạn là lúc phải tĩnh lặng nhất. Thì cho nên bạn đừng có tham lam, đừng muốn gây dựng sự nghiệp một cách gì vội vàng. Bởi vì như thế bạn sẽ tự đẩy mình vào cái vòng loạn lạc. Tĩnh tại cho tôi. Và cái cuối cùng là cái thứ ba, bạn đừng lo rằng mình không làm được, mà cũng đừng tự tin là mình làm được. Hãy ngồi tĩnh tại xem lại chính bản thân mình, là các thất bại của mình là nguyên nhân ở đâu, để sau đó mình đứng dậy thì mình không mắc lại sai lầm đấy một lần nữa. Như vậy tôi nhắc lại có 3 việc mà khiến cho bạn lo sợ. 1, xấu hổ với những người thân quen vì cái danh hảo, vì sự ngạo mạn. 2, tham lam, muốn dục tốc để gây dựng lại sự nghiệp. 3, nắm mất niềm tin vào chính bản thân mà quên mất đời này sinh ra để thất bại rồi sửa mình. Cho nên hãy ngồi tĩnh tại để sửa mình. Đừng sợ hãi thất bại, vì nó là mẹ của thành công cơ mà. Nhưng nó chỉ là mẹ của thành công khi mình nhìn thấy cái ngu của mình để sửa. Còn nếu mình không nhìn thấy cái ngu để sửa, thì nó là những đứa con của thành công. Tức là cứ thành công lại thất bại, và mình cứ đẻ nó dài dài, mình chết. Cứ sòn sòn 2 năm 1 thì chết nhá. Rồi, cuối cùng chúc Dương Trần từng bước để vượt qua nó. Tóm lại, hành động cụ thể bây giờ, tĩnh tại. Đừng nghĩ đến tiền bạc nữa, mà nghĩ đến công việc và niềm vui trong công việc lao động mỗi ngày. Đừng nghĩ đến mặt mũi của mình, đừng nghĩ đến tiền nữa. Không, cũng đừng nghĩ đến trí tuệ của mình ngu hay không ngu nữa, mà hãy gì, lao động miệt mài chăm chỉ, lấy công việc làm niềm vui, và tối về ngồi tĩnh tại nhìn lại sự ngu dốt của mình trong quá khứ để rút ra bài học rồi sửa trong hiện tại. Cứ như vậy, cứ như vậy, chắc chắn rằng bạn sẽ từ từ đi lên. Mà mọi thứ nó đến, tốt đẹp nó đến lúc nào bạn không hay biết được đâu, bạn không tính được đâu. Tâm của mình thay đổi là hệ sinh thái thay đổi. Rồi, chúc Dương Trần tĩnh tại để thay đổi chính bản thân mình, thay vì thay đổi tiền bạc, thay đổi mặt mũi, không? Và để nỗi sợ hãi nó đè mình. Rồi, chúc bạn an lạc mỗi ngày. Cảm ơn bạn.